Trạm cứu hộ trái tim, nhiên xúi dục mẹ Vũ cấm cản Hà. Các mối quan hệ ân oán lại ngày càng thêm rối rắm và phức tạp với sự xuất hiện trở về của bà Trúc, cùng với những hiểu lầm oán trách năm xưa. Cùng với đó thì con mẹ An Táng, à là An Nhiên, cũng ăn no rưỡng mỡ, ngày càng ganh ghét đố kỵ với Ngân Hà. Trước sự phản kháng bật lại đầy mạnh mẽ của Hà, khiến cho An Nhiên lại càng thêm cay cú, tức tối. Sau mấy lần chơi xấu Hà thất bại, Nhiên càng tức tối khi phát hiện ra Hà luôn có sự giúp đỡ của Vũ. Ả ta đã cho người điều tra theo dõi Vũ thì phát hiện ra những câu chuyện ân oán giữa bà Trúc, mẹ của Vũ cùng với gia đình bà Lan ở quá khứ. Ngay lập tức cơ hội đã đến, thay vì trực tiếp ra tay thì Ả ta muốn mượn gió bẻ măng, ném đá giấu tay. Nhiên đã tìm đến gặp bà Trúc. Nhấp ngụm trà, bà Trúc nhìn Nhiên. Cô là ai? Tại sao cô lại muốn gặp tôi? Dạ, cháu là vợ của chồng cũ, người yêu con gái bác. Nhiên nhếch mép cười. Ý cô nói là cái Hà? Dạ, cô con dâu tương lai của bác đấy ạ. Nhiên đã đều sóc óc đầy mỉa mai. Xem ra cô đến đây cũng chẳng phải mục đích tốt đẹp gì cả. Bà Trúc cười. Vâng, có thực thì mới vượt được đạo, có thù thì phải trả chứ. Thời này ai còn được từ bi bác ái như Phật nữa hả bác? Cháu nghĩ chắc bác cũng vậy thôi. Cô có vẻ hiểu kỹ về tôi quá đấy. Nói đi, cô gặp tôi là muốn gì? Chẳng phải cháu và bác có cùng chung kẻ thù hay sao? Chung kẻ thù ư? Bà Trúc ngước lên nhìn Nhiên chưa hiểu. Đúng, Ngân Hà, cô con gái mà con trai bác đang tìm mọi cách sống chết, kể cả là trái ý bác, để cưới về làm vợ, là cô gái bề ngoài thì giả vờ ngây ngô nhưng bên trong lại đầy toan tính nham hiểm. Cô ta chỉ sống với bộ mặt giả tạo thôi. Chắc bác đây cũng không muốn có một cô con dâu như vậy về trong nhà đâu nhỉ? Ý cô là muốn tôi cấm cản con trai tôi đến với cô ta? Đúng vậy. Nếu bác đồng ý, cháu sẽ giúp bác một tay. Nhiên mỉm cười. Ngăn cản hạnh phúc của con trai mình? Cô nghĩ tôi dễ bị sai khiến vậy sao? Bà Trúc ngước lên nhìn Nhiên. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cháu tin rằng bác không muốn oan gia nằm trong ngõ hẹp phải đối diện với bà Lan để ích kỷ hẹp hòi độc ác kia làm thông gia đâu. Bà Trúc trừng mắt lên đầy giận dữ, nhớ lại những câu chuyện năm xưa đầy hậm hực. Vâng, cháu xin phép cô. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cháu luôn sẵn sàng giúp đỡ để cô cháu mình có thể sớm cho bà ta nếm cay đắng mà bao năm qua cháu cũng như bác đã phải nếm chịu. Nhiên cú chào, cất bước ra về.